Xin chào bạn, tôi là Tú Phan Đang dẫn các bạn trên trang web tòa kim com Vì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một cái ứng dụng dùng để chỉnh sửa ảnh Trên các thiết bị di động ha Bao gồm trên hệ điều hành iOS và trên Android luôn Thì cái video trước tôi đã hướng dẫn các bạn một cái ứng dụng là có tên là Adobe Lightroom rồi Thì của hãng Adobe Thì cái này Lightroom thì rất là mạnh trong việc chỉnh sửa ảnh trên PC máy tính bạn á rồi còn trên di động thì cũng cũng tốt nhưng mà với điều kiện là chúng ta mua cái phiên bản trả phí thì nó sẽ hay hơn là sử dụng phiên bản miễn phí còn cái Snapseed này là của cái hãng của công ty Google thì Google thì bạn cũng đã quá nổi tiếng rồi ha Thế nên cái Snapseed này là điều đặc điều hay cái là thứ nhất là nó sẽ có giao diện tiếng Việt các bạn rất dễ sử dụng cái thứ hai là cái những cái tính năng trong cái Snapseed này tôi cảm thấy là rất là hay tuyệt vời luôn thì uh, nhưng mà có một điều hơi tiếc chỉ một tí là nó chỉ có thể chỉnh được những cái định dạng file thông dụng thôi jpeg, png thôi còn như là chỉnh file raw thì không được tương tự như Lightroom chúng ta nếu Lightroom mà bạn sử dụng cái phiên bản uh, miễn phí á, phiên bản pre á thì cũng chỉnh được cái ảnh jpeg, uh, png thôi ảnh bình thường thôi còn không thể nào chỉnh sửa được ảnh raw trừ khi chúng ta mua cái phiên bản trả phí Lightroom á đó, thì tôi chia sẻ các bạn một chút ha. Các bạn muốn chỉnh sửa mà file thì bạn sử dụng Lightroom trả phí. Còn các bạn mà sử dụng phiên bản mà miễn phí á, thì uh, nên sử dụng uh, Snapseed thì nó hay hơn. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ bàn tải về trên Google, bạn đánh cái... Uh, Tại nếu bạn sử dụng iOS thì bạn lên App Store, bạn đánh cái chữ Snapseed này, thì bạn tải về. Bên hệ uh, điều hành Android cũng vậy. Rồi, đầu tiên bạn mở lên ha, Snapseed đây thì uh, Snapseed thì rất là mạnh các bạn, tôi cảm thấy nó rất là tuyệt vời luôn á. thì đầu tiên thì bạn sẽ chọn một cái bức ảnh nào đó bất kỳ trên cái máy tính các bạn, thì bạn hãy chọn từ từ tôi tôi đang sử dụng trên cái iPad ha, từ thiết bị chúng ta hoặc là bạn hãy chụp ảnh chụp ảnh ngay tại điểm này luôn. thì bạn chọn cái máy ảnh ở dưới chụp. còn tôi chọn mở từ thiết bị thì bạn chọn ở trên mở từ thiết bị. rồi giả sử tôi chọn một cái bức ảnh một cái bức ảnh tương tự như tôi đã chỉnh sửa trên Tương tự như tôi đã chỉnh sửa trên Lightroom bằng Lightroom ha, để tôi cho bạn xem so sánh như này. Thì trong cái video này tôi hướng dẫn các bạn là tôi sẽ để cái máy ngang. Cái bát tôi nằm ngang. Tại vì cái bức ảnh tôi đang ở phương ngang. Còn nếu trường hợp mà cái bức ảnh các bạn ở phương dọc á, thì các bạn có thể là xây xoay, xoay dọc cái bức ảnh, xây dọc cái iPad bằng lại. Thấy bạn? Tùy thôi, tùy theo bức ảnh bạn. Thì nó tương tự nhau thôi, cái giao diện nó tương tự nhau thôi thì nếu đầu tiên thì bạn sẽ thấy nè tôi nói sơ về giao diện ha thì cái cô người mẫu này á, là của một người tôi chụp hình cũng lâu rồi cũng mấy năm rồi của, uh, của cái hội nhiếp ảnh uh, thì chụp chung thôi thì cô này là cô người mẫu uh, cũng bạn bè uh, giới thiệu thì chụp chung thôi rồi thì cô này rất là xinh rất xinh thì đầu tiên thì bạn thấy giao diện là cái màn hình chính chúng ta là cái cô người mẫu này ở trên cùng là có chữ mở trên cùng bên tay trái là chữ mở file còn bên tay phải thì nó sẽ có ba cái icon ba cái nút chúng ta cái đầu tiên bạn nhìn ha nhìn trên cùng nè từ trái qua phải ha cái đầu tiên là hình cái lớp mà có cái dấu mũi tên quẹt ở trái đó thì đó là chúng ta sẽ chỉnh những cái chức năng như là undo redo hay là reset rồi đó xem chỉnh sửa xem chỉnh sửa thì một chút tôi sẽ nói sao cái bên cái nút cái bên là chữ y cho chúng ta biết là thông tin cái bức ảnh này tôi chụp từ tháng 5 2018 cũng hơn năm các bạn. Với độ phân giải là 24 pixel. À, uh, 24 mega xin lỗi. Uh, dung lượng là 24 MB, độ phân giải là 6000 nhân 4000 pixel. Tôi chụp bằng máy Canon EOS 750D. ISO 100, ống kính 50, khẩu độ là 2.0. Rồi tiếp theo bạn lít giờ cái nhau ba chấm ba chấm kế bên ha thì nó sẽ có hướng dẫn trợ giúp cài đặt nhấp vào cài đặt thử rồi rồi cài đặt thì không có gì hết bạn cứ để mặc định tiếp theo ba cái nút mà quan trọng nhất là ở bên tay phải do tôi đang để máy à, nằm ngang ha còn nếu bạn để máy dọc thì nó sẽ là ba cái nút à, tôi thử tôi sẽ xây dọc thử các anh thử nhau mà hình như là tôi đã khóa chức năng xây rồi thôi tôi khóa rồi thì nó tương tự như dọc như ngang tương tự thôi nó đều có ba cái nút mà nhìn kỹ nè bên tay phải bạn á ở sát cái rìa màn hình luôn nó sẽ có ba nút đầu tiên là có hai cái dòng cung cái đến là có cái dạng cây bút cuối cùng là hình dạng cái mũi tên hướng lên để chúng ta xuất file ra hai bạn có ba tùy chọn cái đầu tiên trong cái phần trong cái ứng dụng này gọi là kiểu thật ra là những cái mẫu reset có sẵn là chúng ta sẽ dựa trên những mẫu reset này chúng ta chọn nó giống như là những bạn nữ mà hay hay chọn những cái tải những cái ứng dụng mà uh, áp những cái bộ lọc filter lên trên ảnh á. chỉ đơn giản vậy thôi thì cái này nó tương tự như vậy chúng ta sử dụng những cái mẫu reset có sẵn còn cái tiếng nước công cụ thứ hai là cái cây bút á là chúng ta sẽ chỉnh sửa thủ công nghĩa là tự chúng ta sẽ chọn lựa những cái công cụ này để chỉnh sửa bạn thấy nhiều vậy chứ Thật ra nó có Một vài cái xài được thôi Còn mấy cái kia thì bạn làm cũng được Nhưng mà lâu lâu bạn làm Một vài cái thường dùng thôi ha Và nó hơi bằng tiếng Việt nó Rất là dễ các bạn Dễ rất là dễ Cái cuối cùng là công cụ mũi tên Chỉ lên là chúng ta xuất file đây Làm xong chúng ta lưu file lại Xuất ra file ảnh Rồi Thì Nói về cái ứng dụng này Thì tôi sẽ chia Tôi sẽ chia làm hai video Tại vì nó hơi Nó hơi dài các bạn vì đầu tiên tôi sẽ nói về cái phần mà chúng ta sử dụng những cái mẫu reset này view thứ hai là chúng ta sẽ tự chỉnh sửa bằng tay bằng thủ công chứ không có sử dụng những cái bộ lọc này nữa rồi giờ bắt đầu chúng ta sẽ làm thử ha thứ nhất thứ nhất là bạn à, lưu ý ha là chúng ta chỉ nhập vào đây được cái file cbc hoặc PNG thôi không có nhập file raw được rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa ha. tôi đang chỉnh sửa trên ipad thì bạn hãy sử dụng trên các thiết bị di động khác cũng được iphone hay là samsung hay là gì đó nói chung là hãy điều ios hoặc là android cái nào đều tải được cái ứng dụng này hết snapseed rồi đầu tiên các bạn sẽ thấy là đây là cái bức ảnh gốc chúng ta tôi chưa chỉnh sửa gì hết thì nó sẽ như vậy do chúng ta chụp dưới định dạng file jpeg rồi thì nên nó đã chỉnh sửa một tí cho chúng ta rồi file đã phải nén rồi chứ không còn là file nguyên thủy như là file raw nữa rồi thì bạn dựa trên cái những cái mẫu reset này nè, bạn chọn. Thì ban đầu chúng ta chưa biết gì đó thì bạn chọn thử nha. Đầu tiên thì thông thường những bạn nữ thích nhất đó là chọn cái reset về chân dung. Nghĩa là chỉnh sửa chân dung á thì thông thường chúng ta sẽ chia làm hai loại. Một loại là chụp chân dung. Hai là chân dung bao gồm là có người và hai là loại chụp phong cảnh là không có người. Hoặc có đồ vật gì đó. Rồi thường là các bạn nữ thì sẽ chụp chân dung thì đầu tiên bạn sẽ chọn cái chữ cái chữ set bọc say thấy chưa bạn thấy khác chưa đây tôi chọn lại ha thì chúng ta sẽ do tôi hướng dẫn các bạn trên ipad thì nó hơi khó tí là khi tôi chạm vào màn hình á các bạn không biết là tôi đang chạm ở đâu như chứ không như là tôi hướng dẫn trên cái pc thì có con có con chỗ chuột thì giờ nên tôi sẽ nói nhìn bên bạn nhìn kỹ ha tôi sẽ nói chữ đó thì thì bạn sẽ thấy nó vị trí nó đâu thứ nhất là bạn sẽ nhìn ở trên cùng á thấy có chữ hiện tại thì bạn sẽ thấy đó là cái file gốc chúng ta nhìn kỹ ha cái reset trên cùng là hiện tại là file gốc chúng ta còn cái file bọt chay là bạn điểm từ trên xuống một hai ba cái file số 3 bọt chay là chỉnh về chân dung nó khi ta đang chọn gì đây thì bạn nhìn cái chữ nó sẽ được tô màu xanh dương cái tên của cái chữ reset ta chọn là bọt chay xanh dương thì bạn sẽ thấy là khác biệt chưa ha bột thì bạn nhìn thấy là khi tôi vừa chọn thì cái phần cái phần ảnh chúng ta nó sẽ sáng lên liền gương mặt cô này sẽ sáng lên liền nó là bột chay thường chúng ta sẽ dụng sử dụng cái này nhiều nhất ha lưu ý là những bạn nữ lưu ý chúng ta sẽ chọn này cái thứ hai các bạn muốn cho bức ảnh nó mềm mịn tí thì bạn chọn cái smooth đó bạn nữ cũng thích cái cái tùy chọn reset lắm smooth là mềm mịn thấy không chưa bạn nhìn từ trên xuống đếm xuống là một hai ba bốn cái thứ tư á small ta đang chọn cái nào thì bạn lưu ý cái chữ nó sẽ được tô xanh dương hay bình thường cái chữ nó sẽ là màu xám rồi là những cái tùy chọn trên đầu là thường chúng ta sẽ thường hay sử dụng nhất pop nó thấy chưa tôi cũng thường hay sử dụng cái tùy chọn cái reset pop này rất là đẹp chúng ta không cần làm gì hết chúng ta chỉ chọn thôi là ok rồi tiếp theo cái này cái này cũng dùng lắm nhưng mà cũng thỉnh thoảng thôi thì tại vì cái màu sắc nó rực rỡ thì video này thì video đầu tiên đơn giản thôi thì nên tôi chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta chọn những mẫu reset thôi còn qua video sau á chúng ta sẽ tự chỉnh sửa lại một tí chúng ta không thể nào mà sử dụng nguyên cái reset này được tôi lấy ví dụ ha giả sử như trên khi chúng ta sử dụng reset này thì bạn sẽ thấy là cái làm cho cái cái gương mặt của cô này á cái phần da nó sẽ ám sang một cái màu đỏ màu hồng màu vàng nữa rất là nhiều nên chúng ta không thể để gì được để gì được thì nó nó xấu lắm chúng ta phải trả cái làn da về nó nó, nó, nó mịn màng và nó màu trắng trắng hồng rồi thì ta nói sơ thôi còn cái việc đó là cho video sau video này chúng ta sẽ chọn thử những mẫu reset cho các bạn xem thử lên đó thấy chưa cái mẫu này ok ha nhìn nó trông rất là nghệ thuật nó bị ám màu xanh dương thì bạn đừng lo qua video sau chúng ta có hàng trăm hàng trăm những mẫu reset này mặc sức mà cho bạn lựa những cái này là những cái cơ bản ban đầu thôi rồi anh ta thích thì chọn file này hơi sáng quá thực ra anh ta thấy chỉnh sửa được hết á hãy sửa tôi chỉnh sửa thử ha làm thử một cái cho bạn xem ví dụ thôi cho bạn hiểu thôi bạn đồng ý thì bạn nhấp vào cái dấu check ở bên dưới ở bên sát bên màn hình đó bạn ở sát bên màn hình chúng ta sẽ có hai dấu ở trên là dấu ít là anh ta sẽ hủy bỏ ở dưới là cái dấu check á thì chúng ta sẽ đồng ý cái hiệu ứng đó ở dưới đây là những cái mẫu trắng đen thôi thấy chưa trắng đen nhìn rất là nghệ thuật thỉnh thoảng thì đôi lúc tôi cũng thường hay chọn một vài bức ảnh chỉnh trắng đen cho đẹp rồi trường hợp bạn muốn đồng ý cái uh, cái reset nào á thì bạn click vào cái dấu check để đồng ý tôi lấy ví dụ giả sử tôi chọn cái mẫu reset này ví dụ nha rồi, thì bạn nhấn vào cái nút đồng ý ở sát rìa màn hình bạn bên tay phải á, có dấu check á. Đó. đó. có dấu check ha. nó nằm ngang với cái reset file á. Đó. đó, thì bạn nhấp vào cái dấu check đó. Rồi làm ta sẽ đồng ý cái mẫu này. Thấy chưa? Rồi, ok ha. Sau khi chúng ta đồng ý rồi thì chúng ta không để như vậy mà chúng ta phải chỉnh sửa lại hợp tí. Thứ nhất là về cái phần ánh sáng nó hơi bị chối quá. Thì bạn sẽ vào đâu để chỉnh sửa lại những cái mẫu reset của chúng ta thì bạn sẽ vào trong cái cái nút công cụ ở trên cùng á hình cái dòng mũi tên qua trái á nó thấy chưa hình hình cái laser mà hình hình cái mặt phẳng mà có dòng mũi tên qua trái Bạn lít vô đó kế bên chữ y á kế bên vòng tròn đen á rồi thì nó sẽ có chức năng là hoàn tác đó là undo làm lại là redo hoàn nguyên là quay lại quay lại một cái reset ban đầu bạn sẽ chọn tôi cái chữ là xem chỉnh sửa thì bạn lúi ha mỗi cái hiệu ứng trong đây chúng ta làm á, thì bạn tưởng tượng nó giống như là một cái laser nó xếp lớp bên nhau nó tương tự như bên photoshop vậy bạn nó sẽ là từng lớp lớp chồng lên nhau ha rồi giờ các bạn sẽ vào trong cái phần xem chỉnh sửa thì bạn sẽ thấy là nếu chúng ta chọn cái mẫu reset này thì nó sẽ áp dụng cho chúng ta là tổng cộng có bốn laser bốn lớp rồi tôi sẽ cho bạn xem thứ nhất chúng ta chọn cái gốc nghĩa là cái file nguyên mẫu ban đầu của chúng ta chưa có chỉnh sửa gì hết cái thứ hai khi ta chọn cái chân dung bạn sử lít thì bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt ha đây là phải góc nè khi ta sử dụng cái hiệu ứng chân dung laser bạn gọi là hiệu ứng hay là laser cái gì cũng được ha đây ta dùng sử dụng cái laser chân dung nè thấy chưa gương mặt cô này sẽ tự động sẽ, sẽ, sẽ sáng mịn lên và cái phần nền hơi tối lại một chút tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái laser để tỏ sáng thấy chưa khi ta sử dụng laser tỏa sáng thì mình kỹ nè. Cái phần nền nó sẽ sáng lên. Và cái gương mặt của cô, cô, cô gái này hơi bị ám vàng. Thấy chưa? Nhưng mà ta không muốn vậy ha. Đó, hơi bị ám vàng. Thì chúng ta sẽ sửa lại bằng cách là chúng ta không muốn cái phần tỏa sáng này ảnh hưởng lên trên gương mặt cô này. Chúng ta không muốn. Thì chúng ta sẽ tắt cái phần tỏa sáng để ta nhích nhấp vào cái dấu mũi tên đó tỏ sáng nó có cái dấu mũi tên qua trái bạn lít vào thì nó sẽ hiện cho ta cái phần chỉnh sửa nếu bạn muốn bỏ cái tỏ sáng này thì bạn sẽ thấy cái thùng rác cái thùng rác ở ngoài cùng á là bạn lít vào đó sẽ xóa ở giữa là cái nút chúng ta sẽ vẽ cái mặt nạ thấy chưa ở giữa là chúng ta sẽ dụng chức năng vẽ mặt nạ rồi thì bạn sẽ thấy là khi bạn lít vô cái mặt nạ thì nó sẽ hiện ra đầu tiên thì bạn nhấp vào cái nút đảo ngược ở cái chữ đảo ngược ở góc dưới cùng bên tay trái kế bên cái chữ nút ít đó, đảo ngược bằng lúc vô thì cái Cái snapseed này đó, nó ngược với bên photoshop các bạn bên photoshop đó, cái vùng cái vùng chịu ảnh hưởng là cái vùng trắng còn cái vùng không chịu ảnh hưởng là cái vùng đỏ đúng không nó ở bên photoshop vùng đỏ này là, là chính là mặt nạ bên snapseed này thì ngược lại cái vùng nào màu đỏ chính là vùng chịu ảnh hưởng nghĩa là hiện tại bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó là toàn bộ bức hình chúng ta đều tô màu đỏ hết chứng tỏ là toàn bộ màn hình chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng chúng ta đang áp dụng còn nếu bạn chuyển sang màu trắng như thế này hiện tại là nguyên bức hình chúng ta không có áp dụng hiệu ứng đó lưu ý ha nó ngược gợi bên photoshop nó là cái cái nhận xét của tôi rồi giả sử giờ tôi muốn cái hiệu ứng tôi đang làm đó là tỏ sáng áp dụng hết toàn bộ bức ảnh chúng ta ngoài trừ cái khuôn mặt cô này tại vì nãy chúng ta khi nó áp dụng lên khuôn mặt cô này làm cho cái khuôn mặt cô này bị ám sang màu vàng ha nó ngã sang màu vàng nhìn xấu lắm nên nên tôi sẽ xóa cái phần ảnh hưởng đi thì mặc định nó đang áp dụng hết cho toàn bộ bức ảnh ha tôi sẽ xóa cái phần đó thì tôi sẽ rê tôi sẽ rê lên đây thấy chưa có nghĩa là bây giờ cái phần gương mặt cô này sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái vùng đó thì sử như tôi lỡ quẹt ra ngoài đây Rồi, thì bạn sẽ nhìn về dưới gốc dưới cùng bên tay phải sẽ xin lỗi, gốc dưới cùng ở giữa Nó sẽ có chữ giảm và tăng Thì tôi sẽ tăng lên Tăng cái vẻ mặt nạ lên Để tôi vẽ Thấy chưa? Tôi vẽ lên cái vùng 100 là lớn nhất Tôi vẽ lên cái vùng mà tôi lỡ mà quẹt ra ngoài Thấy chưa? Rất là dễ bạn muốn xóa ngược lại bạn nhấp vào cái chữ giảm để bạn giảm cái xuống cường độ nó xuống bằng không nghĩa là xóa thấy giờ cái chỗ bằng không là cái chỗ mà cái vùng không chịu ảnh hưởng là cái gương mặt cô này với cái chỗ trắng tôi mới vừa vẽ đó giờ tôi sẽ tô lại rồi sau khi xong rồi tôi sẽ nhấn vào cái cái nút mà bỏ mặt nạ Nha. mặt nạ này là chủ yếu là cho chúng ta nhìn thấy cái vùng mặt nạ nó như thế nào thôi giờ chúng ta sẽ tạm ẩn nó đi để chúng ta thấy được cái hiệu ứng ảnh hưởng như thế nào Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chức năng là so sánh so sánh cái file gốc trước khi áp dụng cái hướng này và sau khi áp dụng hướng này bằng cách là bạn sẽ nhìn lên góc trên cùng góc trên cùng bên tay phải của cái cái, cái file chúng ta ứng dụng chúng ta nhìn kỹ ha trên màn hình chúng ta bạn sẽ nhìn lên góc trên cùng bên tay phải có cái hình ô vuông nhỏ nhỏ mà mờ góc trên cùng bên tay phải ha bạn đích gì đó bạn chạm và bạn giữ không buông thì bạn chạm với nó không buông thì bạn sẽ thấy đây là cái file gốc chúng ta còn khi bạn dở ngón tay bạn lên thì đây là file sau khi chỉnh sửa. Bạn thấy chưa? ta làm lại nha. Chạm lên cái ô vuông. Góc trên cùng bên tay phải ha, có cái hình ô vuông nhỏ nhỏ mà mờ đó, đứt nét đó. Khi bạn chạm vào bạn giữ không buông thì nó sẽ là hiện cho chúng ta cái file gốc. Cái file mà trước khi chúng ta chỉnh sửa cái hiệu ứng này. Bạn buông ngón tay ra thì nó sẽ cho bạn cái file mà chúng ta sau khi áp dụng hiệu ứng này. Thì bạn sẽ thấy là cái phần quan cảnh mà xung quanh của cô gái này nó bị ảnh hưởng, nó sẽ chuyển sang cái màu ngả vàng. Nhưng mà cái gương mặt cô gái này lại không bị ảnh hưởng. Bạn thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì hồi nãy chúng ta đã tạo ra một cái mặt nạ chỉ áp dụng lên cái phần bên ngoài gương mặt cô gái này thôi. Ngay cả cánh tay cũng áp dụng luôn, chỉ có cái phần gương mặt cô gái này là không bị ảnh hưởng bởi cái cái hưởng mà chúng ta đang đang làm á. Thấy chưa? Chức năng này rất hay. Nhưng mà bên uh, Lightroom á, nãy tôi cho cho bạn xem ứng dụng Lightroom á, thì chúng ta phải là mua sử dụng phiên bản trả phí trả tiền á thì chúng ta mới sử dụng được tính năng vẽ mặt nạ này trong khi uh, snapseed thì nó miễn phí luôn hoàn toàn free chúng ta luôn bạn thấy hay chưa rồi sau khi chúng ta đồng ý được hiệu ứng này chúng ta sẽ nhấp vào cái nút uh, cái dấu check đồng ý dấu check đồng ý ở dưới góc dưới cùng bên tay phải á, kế bên chữ mặt nạ góc dưới cùng bên tay phải ha rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ đó để đồng ý hiệu ứng này rồi chúng ta xong ta xem lại nè chân dung mặt của ấy rất sáng đẹp hiệu ứng tỏa sáng làm cho môi trường xung quanh sáng lên tiếp theo tới hiệu ứng là mờ nét thì cái ứng này nó làm cho tất cả xung quanh nó sẽ sáng lên là mờ nét thì ta sẽ giảm cường độ này luôn xuống tí bạn muốn giảm thì bạn sẽ có tùy chọn nó sẽ có ba cái công cụ thấy chưa tính từ bên trái qua nha là đầu tiên là cái thùng rác xó cái thứ hai là công cụ cây bút vẽ ở giữa là dùng để tạo mặt nạ cái thứ ba là cái những cái ba thanh ngang á là dùng để chúng ta điều chỉnh hiệu chỉnh thấy chưa thì bạn lít vô đây để bạn coi hiệu chỉnh cái gì lít vô cái chữ điều chỉnh đó, thì nó sẽ hiện ra anh ta cái bảng này thì nó sẽ chỉnh chúng ta là độ sáng ngoài độ sáng trong là sử độ sáng ngoài chúng ta đang 100 thì hơi lớn thì bạn lít vô cái độ đang chọn độ sáng ngoài đúng không thì sau đó các bạn sẽ lít lên trên màn hình và bạn rê Tôi làm lại nha bạn sẽ lít lên cái chữ độ sáng ngoài nè sau đó các bạn sẽ giữ ngón tay lên trên màn hình không buông khi bạn rê qua trái qua phải thì nó sẽ áp dụng cái hiệu ứng cho chúng ta bạn sẽ nhìn kỹ lên trên cái góc trên cùng thì sẽ có cái thanh màu xanh dương chạy qua trái phải đó thấy chưa và bạn sẽ nhìn kỹ góc ở trên cùng bên tay trái góc trái trên cùng ha nó sẽ có hiện cho chúng ta cái chữ độ sáng ngoài cộng 39 bạn thấy chưa khi bạn thay đổi thì chỉ số nó sẽ thay đổi theo rất là dễ ha mặc định bằng không là nguyên mẫu khi bạn tăng qua phải thì nó sẽ là trắng sáng, khi bạn kéo qua trái thì nó sẽ là tối, giống như chức năng là vignette mà hiệu ứng mà tối bốn góc vậy, thấy chưa? tùy các bạn thôi. thì các bạn ha, hãy sử như tôi không muốn là nó sáng, gì làm sáng nè, tôi không muốn nó sáng mà tôi muốn hiệu ứng là tối bốn góc thì tôi sẽ kéo qua trái như thế này. rồi, ok ha, bạn coi kéo thêm nữa tùy các bạn, kéo quá thì nó sẽ tối gì xấu lắm, kéo vừa thôi rồi giả sử tôi đồng ý cái chuyện này, tôi sẽ lít vào cái uh, cái gì cái dấu check ở dưới góc cùng bên tay phải là nút đồng ý dưới cùng bên tay phải ha rồi xong tiếp theo còn cái một cái laser hay một cái hiệu ứng trên cùng nữa là gì phim nhựa thấy chưa nè thực ra nếu bạn làm tới bước này là bạn ok rồi nếu cảm thấy bức cái cái bức ảnh chúng ta đẹp rồi thì bạn chỉ cần lít vào cái dấu mũi tên cái dấu mũi tên ở trên cùng á, ở trên cùng bên tay trái. Ở trên cùng bên tay trái hai mũi tên thì bạn sẽ quay ra. Là chúng ta đã xong rồi. Đó. Thì bạn có thể lưu lại một cái bức ảnh này. Bạn lưu lại bằng cách là bạn lít vào cái dấu xuất ra. Cái công cụ xuất nãy tôi chỉ các bạn á. Bên tay phải á, góc dưới cùng bên tay phải á. Cái mũi tên hướng lên á, bạn lít vào. Rồi thì bạn sẽ lưu lên trên cái... Có nhiều cách. Một là bạn nhấn cái chữ chia sẻ. Để bạn chia sẻ cái file này lên trên những cái mạng xã hội như là zalo facebook hay gmail gì đó tùy các bạn hoặc bạn có thể lưu vô trong cái à, bạn còn chọn cái chữ lưu lưu mà cái dạng mà cái dòng thứ ba từ trên đếm xuống á nó có nhiều dạng lưu ha bạn chọn cái lưu mà từ dòng thứ ba đếm xuống thì cái lưu đó thì chúng ta có thể chỉnh sửa được cái bức ảnh này nó điện cái chữ tiếng việt mà mờ bạn đọc bạn có thể hiểu ha còn cái tùy chọn thứ năm từ trên đến xuống là lưu bản sao thì chúng ta có thể là uh, lưu ra một cái file mới một cái bản copy còn các bạn muốn xuất ra kết quả cuối cùng luôn thì bạn chọn cái tùy chọn uh, từ dưới lên đó là tùy chọn chữ xuất á rồi tôi xuất nè rồi đó, nó sẽ thực hiện hết những cái layer chúng ta những hiệu ứng chúng ta bạn thấy đẹp ha nhìn rất là sáng rất là da rất là mịn trong khi chúng ta chưa sử dụng nhé chúng ta chỉ mới sử dụng hiệu ứng thôi rồi, uh, trong trường hợp này giả sử như tôi tôi sửa đi. Tôi quay lại tôi sửa thêm một chút nữa ha. Tôi vào lại cái nút trên cùng bên tay trái, trên phải chứ. Cái nút trên cùng bên tay phải á. Cái dấu mũi tên nó để chúng ta chỉnh sửa lại. Chọn thì chọn xem chỉnh sửa. Bây giờ tôi sẽ bật lên thêm một cái hiệu ứng cuối cùng hay là giờ hiệu ứng phim nhựa để được hiệu ứng này đó rồi hiệu ứng này giả sử như vậy như tôi đồng ý hoặc là bạn hãy là lít dưới đây để bạn chỉnh sửa thêm đích vào cái ba thanh gạch đó để chúng ta điều chỉnh ha ba thanh gạch để chúng ta điều chỉnh thì trong đây nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu những cái kiểu những cái style bạn chọn cái nào cũng được Thấy không? ta thấy cái mẫu này đẹp nè chúng ta sẽ nhớ tên cái kiểu này là a03 rồi ta sẽ chọn thêm một vài cái kiểu nữa cho các bạn xem thử coi nó ok không kiểu này cũng đẹp kiểu này cũng được nè có một cái lớp trắng mờ lên thấy chưa nó có rất là nhiều mẫu tùy các bạn thôi. thật sử như tôi chọn cái kiểu uh, kiểu này thì nó hơi cô điển tí. Đó, cái này thì tông xanh dương. các bạn hay nói lên lên màu rồi đó thì các bạn hãy sử dụng cái chức năng này. rồi sẽ tôi đồng ý với cái uh, cái kiểu này đi. thực chất á ở dưới chúng ta sẽ có cái chữ kiểu đó. bạn hãy chọn cái chữ điều chỉnh cái chữ điều chỉnh bên tay trái á ta sẽ chỉnh lại cái mẫu này đó thì bạn có lít vô những cái này để bạn rê giả sử như cái hạt nè mặc định là không có hạt ha bạn lít vô cái hạt sau đó bạn rê bên phải bức hình chúng ta nó sẽ có nhiều hạt lên hạt hay là nôi á các bạn học photoshop rồi hay nói là nôi đó thì chúng ta đang giải lập như là bức ảnh cũ nó sẽ có nhiều nôi như thế này thấy chưa nó đó, đang đó ta giải lập hoặc là các bạn hãy đầu đậm kiểu nè hiện tại đang là cộng 65 bạn lít vô đây để bạn kéo vào phải hay trái để tăng cái độ đậm của cái 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 công cụ ta đang sử dụng. Thấy chưa? Đó. Sau khi bạn đồng ý rồi thì bạn lít vào cái dấu check ở dưới cùng bên tay phải. Còn bạn không đồng ý, bạn hủy bỏ thì bạn nhấn vào cái dấu uh, dấu dấu ít ở dưới góc dưới cùng bên tay trái. Ha. Sử dụng trường hợp này tôi đồng ý nha. Tôi sẽ lít vào cái dấu check ở dưới ở bên tay phải. Rồi sau khi xong rồi tôi sẽ quay ra ngoài tích vào cái mũi tên ở trên ở góc trên tôi trái ha tôi sẽ lưu cái file này lại tôi xuất ra cái định dạng tôi nhấp vào cái chữ xuất như là cơ bản tôi vừa hướng dẫn các bạn xong tôi đã xuất hai hai bức ảnh và tôi sẽ vào trong lại cái cái thư viện ảnh của tôi để tôi cho các bạn xem hai bức ảnh tôi vừa làm hai bức ảnh cuối cùng là tôi vừa làm đây đây cái bức ảnh nãy tôi vừa vừa làm trước đó anh thấy chưa nhìn rất là đẹp da mịn gương mặt sáng không tối bối cảnh nó bối cảnh mờ và hơi tối tôn lên cái 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 chủ thể chúng ta màu sắc rất là tươi hay là thường tôi sẽ làm hai hai một bức hình đó một cái bức ảnh tôi sẽ làm hai kiểu một kiểu là chỉnh sửa về về nguyên trạng của bức ảnh nghĩa là không có blend màu gì hết theo cái màu gốc của bức hình từ sáng như thế này còn cái tùy chọn thứ hai thường tôi sẽ làm là lên màu tôi sẽ cho bức ảnh chúng ta ngã sang một cái màu nào đó hay nghệ thuật một tí thì tùy, tùy tùy theo các bạn lựa chọn cái blend này thì các bạn nào học bên Photoshop thì chắc rành nhiều khi còn rành hơn tôi nữa rồi chỉ đơn giản vậy chúng ta sử dụng nắp chúng ta tạo được hai bức ảnh nhìn rất là đẹp các bạn rồi thì đây là video đầu tiên thì tôi nói uh, sơ lược qua vậy thôi cho các bạn hiểu ha thì uh, qua video sau đi tôi sẽ hướng dẫn thêm một video nữa hướng dẫn chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chỉnh sửa chi tiết chúng ta sẽ sử dụng nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn là cái công cụ số 1 nè đó sử dụng những cái kiểu hay là những cái style và cái công cụ ở cuối cùng là công cụ xuất rồi chúng ta còn cái công cụ là cái bút ở giữa thì qua video sau chúng ta tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái này là chúng ta sẽ chỉnh sửa thú công Chị sẽ thú công các bạn Rồi, thì video này đây kết thúc Tôi là Tú Phan Đang hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtú.com Hẹn gặp lại các bạn